Trong bài học này thì mình sẽ chia sẻ mọi người cách để làm sao các bạn từ một người chưa biết edit là gì có thể edit các cắt điện thoại để tạo ra một sản phẩm như thế này trong vòng chỉ 15 phút. Những file thực hành thì mình đã để đường link ở phía bên dưới, mọi người có thể tải về và mọi người học thực hành theo mình nhé. Đồng thời mỗi một tuần mình sẽ chia sẻ 3 cái kiến thức mà mình học được, mình tâm đắc nhất về cách quay dựng video và tư duy marketing, làm sao để mọi người có thể ứng dụng nó vào công việc của mình một cách hiệu quả. Nếu mọi người muốn nhận những kiến thức mà mình học được hàng tuần một cách miễn phí thì mọi người có thể đăng ký đường link ở phía bên dưới nhé. Trên CapCut điện thoại sẽ có rất nhiều công cụ khác nhau, tuy nhiên thì mọi người không cần phải học hết, nó sẽ rất tốn thời gian và một thời gian mọi người không sử dụng những công cụ đó thì mọi người cũng sẽ rất dễ quên thôi. Thế nên là ở đây mình sẽ thực hành đến đâu và mình sẽ đưa những cái video đó để mọi người có thể học thực hành theo mình đến đấy. Vì vậy nên những kiến thức mà mình chia sẻ thì nó sẽ rất thực tế và mọi người sẽ nhớ rất là lâu. Đầu tiên mọi người thấy đây là cái giao diện của CapCut và khi mà chúng ta làm thì chúng ta sẽ chọn ở phần chỉnh sửa nhé. Còn phần bên mẫu này thì giúp mọi người có thể edit kiểu ảnh giật giật ấy, thì cái này mình sẽ hướng dẫn mọi người sau. Và chúng ta cứ vào chỉnh sửa đó và chúng ta sẽ chọn là dự án mới này để chúng ta edit một cái video mới. Và trong đây thì mọi người hãy chọn cho mình là những cái video mà mọi người thấy là đẹp nhất chúng ta lọc ra khi mà chúng ta đi quay. Thì ở đây mình đã lọc sẵn cho mọi người những cái video mà mình đã thấy đẹp rồi này. Đó thì chúng ta chỉ cần thêm vào thôi. Và mọi người đừng sợ là khi mà chúng ta lọc video này chúng ta bị sót, bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể thêm bù những video vào công đoạn phía sau được. Đó, đầu tiên mình thêm hết những cái video đẹp của mình vào trong này. Đây là cách mình làm. Thì khi mà mọi người lướt này, mọi người sẽ thấy là chúng ta có rất nhiều video này. Đọc sách này, rồi cầm máy ảnh này. Đây là cảnh bước đi này. Cái này mình kéo mãi nó không hết video luôn. Thì làm sao để mình có thể tóm gọn những cái này lại? Thì mọi người dùng hai ngón tay mọi người đẩy nó vào. Đó, ngay lập tức là chúng ta có thể nhìn được tổng quát các cái video của chúng ta như thế nào. Đấy, mọi người thấy không? Thì khi này các video nó sẽ trở thành rất là nhỏ. Và những cái điểm nối nhau giữa các video nó sẽ là những cái phần màu trắng có gạch sọc đấy. Ok, bước tiếp theo thì mình sẽ không edit ngay, mà để video mọi người có thể hay được thì chúng ta sẽ phải cắt nó theo nhạc. Và bây giờ thì mình sẽ thêm phần âm thanh. Tuy nhiên thì âm thanh trong máy mình đang chưa có sẵn. Thì cách mà mình hay sử dụng nhiều nhất đấy chính là mình sẽ vào TikTok. Nhân tiện khi mà mình vào TikTok thì những bạn nào chưa follow TikTok của mình, mọi người có thể follow ở đây nhá. 432.000 follow này. Rất hy vọng là cuối năm nay mình có thể lên được 433.000. Ở phần trang chủ thì mọi người sẽ tìm những bài hát, ví dụ như là Đừng làm trái tim anh đau này, hay Mày không thoát được đâu con trai này. Đấy, thì tùy bài hát mọi người thích bài hát gì, mọi người chỉ cần đánh tên của bài hát đấy thôi. Ví dụ như ở đây mình sẽ tìm một cái bài hát Trung Quốc đi, bởi mình khá thích những bài hát nhạc Trung Quốc mà nó nhẹ nhàng. Khi mà mình chọn bài hát, mọi người lưu ý là nó phải hợp với phong cảnh của đồng cỏ ở đây. Ví dụ như ở đây là mình thích bài Đông Miên chẳng hạn, thì mình sẽ đánh chữ là Đông Miên. Đó, đó. Ở trên TikTok này thì mình sẽ tìm cho đúng cái bài hát đấy này. Và mình sẽ bấm vào video. Đó, và sau đó mọi người sẽ bấm vào nút chia sẻ này. Và chúng ta sẽ bấm lưu video. Thì ngay lập tức chúng ta có video đó trong máy và chúng ta có thể trích xuất nhạc đó để sử dụng cho video chúng ta. Thì đây là cái cách mà nhanh nhất mình thường hay sử dụng. Rồi sau đó mình sẽ trở lại app CapCut này và mọi người sẽ chọn cho mình một phần thêm âm thanh ở phía dưới. Và sau đó thì mình sẽ chọn vào phần trích xuất ở đây. Đó, và mình sẽ chọn cái video đó, mình chọn trích xuất vào thêm âm thanh. Và ở bên trên cái video của mình nó sẽ có tiếng nhưng mình không cần sử dụng tiếng ở đây nên mình sẽ chọn tắt tiếng clip để nó đỡ bị phiền. Đó, và đây là sẽ là bài nhạc của mình này. Đó, và mọi người để ý là cái đường chỉ bên trên 0.00 ở đây này, nó đang thể hiện là cái mốc thời gian của mọi người là bắt đầu từ 0. Và đến đây bài nhạc ở đây nó, mọi người thấy ở bên góc bên này nó thể hiện là 0.30 giây, tức bài nhạc này nó chỉ dài 30 giây thôi. Nhưng mà khi quay về thì các đoạn video của mọi người rất dài này. Đấy, mình kéo đến đây nó lên tận 3 phút lận cơ. Thì chúng ta sẽ cần là cắt ngắn các đoạn video của chúng ta lại. Bởi vì nếu mà chúng ta để video dài này xem nó cực kỳ nhàm chán. Và mình khuyến khích mọi người là mỗi video nó chỉ nên dài
từ 1 cho tới 3 giây thôi. 3 giây là thường nó đã khá là dài rồi. Khi mà chúng ta thay đổi hình liên tục ấy thì video chúng ta sẽ cuốn hút hơn, và mình sẽ bắt đầu phóng to lên để mình nhìn được cái bài nhạc rõ hơn. Và khi mà cắt thì mọi người sẽ cần phải cắt đúng theo nhịp nhạc. Nếu mà mọi người học những cái khóa nâng cao bằng máy tính của mình thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tự cảm nhạc, nhưng mà ở điện thoại thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách nào nó đơn giản nhất. Thì mọi người sẽ chỉ cần bấm vào bài nhạc này, và sau đó chúng ta sẽ chọn vào phần nhịp. Đó. Và mọi người chọn vào phần tạo tự động cho mình. Đấy, nó hiện là đang thêm nhịp này. Mọi người thấy không? Thì nó hiện một loạt những cái dấu chấm vàng đây. Mình chọn OK. Tuy nhiên thì bài nhạc này mọi người thấy là bài nhạc nhẹ nhàng, nhưng mà những cái nhịp này nó đang bị nhanh quá. Bởi vì là ở phần nhịp này mình đang chọn là mạnh mẽ này, thì mình sẽ giảm nó xuống. Mình nghĩ là mình sẽ để tầm một nửa hoặc là 1/3 này thôi. Mình sẽ thử một nửa trước xem nhịp nó có OK không. Mọi người có thể bật nghe này. OK, mình nghĩ là với bài nhạc chậm như này mình sẽ để 1/3 này thôi. Mình sẽ nghe thử. Đó, mình thấy nó đánh dấu cực kỳ chính xác luôn. Thì mọi người tùy vào các bài nhạc nhé. Nếu bài nhạc nào năng lượng, mọi người sẽ tăng cái thanh đấy lên. Còn bài nhạc nào nhẹ nhàng như bài này thì mọi người sẽ để nó thấp thôi. Và sau đó ở mỗi cái chấm vàng, mọi người thấy chấm vàng ở đây không? Thì mình sẽ cắt video vào đúng cái đoạn đấy, là ngay lập tức mình có video cực kỳ khớp nhạc. Tuy nhiên thì bây giờ mình sẽ không cắt ngay, bởi vì nếu mọi người cắt ngay, chúng ta cắt một loạt những cái video như vậy, nó sẽ rất là nhàm chán. Mình lại bắt đầu thu nhỏ nó lại này. Bởi vì ở đây mình có rất là nhiều video khác nhau, và mình sẽ phải sắp xếp nó sao cho nó thành một câu chuyện. Ở đây cô gái đang đọc sách này, rồi lại quay ra chụp ảnh này, rồi lại bước đi này, vuốt tóc này, thì nó sẽ không hợp lý. Thì mình sẽ sắp xếp làm sao cái chuỗi nó hợp lý nhất. Ví dụ như là ở đây mình sẽ sắp xếp là đầu tiên là sẽ cho cô gái bước đi này. Đấy, rồi sau đó cô gái dừng lại chụp ảnh này. Trong lúc bước đi mọi người cũng có thể để cho cô gái vuốt tóc. Đấy, gió bay bay cô gái vuốt tóc này. Rồi trải nghiệm không khí gió mát này. Và bên kia mọi người có một góc chụp ảnh thì mọi người cũng có thể cắt thêm một cái góc bên này nữa, để cho khung hình của chúng ta được đa dạng hơn. Chúng ta sẽ nối hai cái khung hình chụp ảnh nó cạnh nhau. Và đây mọi người cũng thấy là cũng là bước đi này, nhưng mà nó bước đi ngược lại với chiều ban đầu. Ban đầu là đi vào, còn đoạn sau là đi ra. Thì mình sẽ để là cảnh đi vào là cảnh mở đầu, còn cái cảnh đi ra này sẽ là cái cảnh kết video của mình. Đó, được chưa? Thì cái câu chuyện của mình sẽ là cô gái bước đi vào đồng cỏ này. Sau đó mọi người sẽ thấy là cô gái chụp ảnh này. Rồi cô gái đọc sách ở trong đồng cỏ này. Khi mà gần cuối cô gái chuẩn bị ra về thì cô gái sẽ ngước mặt lên chiêu chiêu một chút. Và cảnh kết sẽ là cảnh mà cô gái bước đi. Đó, mọi người thấy không? Thì mặc dù nghe nó là một cái câu chuyện nó rất là nhảm thôi, nhưng mà nó sẽ khiến video chúng ta logic hơn và ghép nó hợp lý hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ sắp xếp lại thứ tự của nó. Thì để sắp xếp thứ tự thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đầu tiên mình sẽ chọn cảnh cô gái bước đi vào này, cầm sách lên này. Mình sẽ chọn vào cảnh đấy. Và để di chuyển nó lên đầu thì mọi người chỉ cần cầm, mọi người giữ nó thôi. Đó, mọi người sẽ thấy nó hiện lên khung này. Và mọi người kéo nó lên đầu. Đấy, mọi người giữ nó trong một giây là được. Và bây giờ mọi người thấy là cái video này của mình nó rất là dài. Thì mình cũng sẽ chỉ cắt cái khoảnh khắc mà nó hay nhất thôi. Mình sẽ cầm thanh này mình vuốt đi này. Đấy, mình lấy khi mà cô gái bắt đầu bước đi thôi. Và mình thấy là cái cảnh đẹp nhất là cô gái giơ sách lên này. Đấy, và nắng xuyên qua đây là cái khoảnh khắc đẹp nhất. Thì mình giữ lại. Thì mình sẽ cắt lúc mà cô gái chuẩn bị giơ sách lên. Đấy, tầm này cô gái chuẩn bị giơ sách lên này. Thì cắt, mọi người sẽ có hai cách. Một là mọi người sẽ cầm cái góc ở đây, cái điểm đầu của video, mọi người kéo, nó sẽ tự động hút vào cái đường chỉ này, nơi mà chúng ta đã căn. Đấy, còn cách số 2, đấy là mọi người vẫn chỉ ở đây. Đấy, lúc cô gái chuẩn bị giơ lên, mọi người sẽ bấm tách. Và sau đó chúng ta sẽ xóa cái đoạn đầu đi. Đấy, thì cả hai cách đều được. OK, như vậy là mình đã cắt được đoạn đầu này. Đấy, mọi người thấy không? Khi mà mình đã cắt được khoảnh khắc đẹp rồi, đầu tiên mọi người thấy là chúng ta có một cái điểm vàng ở đây này. Đấy, thì mình sẽ cắt đúng cái video kết thúc ở đây. Mình sẽ bấm tách và mình chọn phần đằng sau. Mình sẽ xóa đi. Đấy là cái cách cắt cực kỳ đơn giản luôn. Đấy, cảnh bước đi này. Rồi sau đó là mình sẽ nối với cảnh gì. Đố mọi người biết tiếp theo mình sẽ nối với cảnh gì. Mình sẽ thu nhỏ lại để mình đỡ phải kéo mỏi tay này. Đó, nãy là một cảnh bước chân của cô gái đúng không? Thì bây giờ sẽ là cảnh cô gái đi vào có mặt. Đó, thì mình sẽ phóng to lên để mình dễ chọn. Rồi mình chọn đây, mình giữ một giây và mình sẽ kéo lên. Đó, mình sẽ đặt nó là cảnh thứ hai. Đấy, đoạn này mình cũng sẽ phải
phải cắt cái khoảnh khắc đẹp nhất thì mình làm tương tự thôi. Đấy, mình sẽ lấy lúc mà cô gái vuốt tay và tóc này, rồi mình xóa đoạn đằng trước đi. Đấy, đến cái điểm vàng tiếp theo này, mình lại cắt nó ra. Mình cầm cái điểm này mình hút về đây cũng được, nó sẽ tự động cắt đi cho mình. Có vẻ như là nó hút chưa được chính xác lắm. Mình sẽ trỏ lại cái thanh này đúng cái điểm vàng này, mình chọn lại, mình hút vào đây. Rồi, ok, mình sẽ chạy thử video xem nó đã khớp đúng nhạc chưa. Đó, mình thấy tương đối ok rồi. Và đoạn đọc sách này thì mình sẽ muốn là ở đằng sau cơ. Mình sẽ cầm nó, mình kéo xuống đằng sau luôn. Ngay sau cái đoạn cô gái bước vào đồng cỏ thì mình sẽ muốn là cô gái sẽ chụp ảnh. Đó, mình thấy khoảnh khắc này cô gái nhấc máy ảnh lên này, thì mình sẽ cắt để lấy cái khoảnh khắc cô gái bắt đầu cầm máy ảnh lên. Đấy, ở đây mình sẽ bấm tách. Và sau đó mình chọn cái đằng trước mình xóa đi. Thì mình cảm giác cách này nó sẽ cắt video nó chính xác hơn. Đó, ở đây thì mình sẽ cảm giác là cái hành động này nếu mà mình cắt nó ở ngay đây thì nó hơi cụt. Thì một, mọi người có thể cắt đây. Hai là mọi người có thể kéo dài hơn, mọi người lấy hai cái chấm cũng ok. Đó, mình sẽ cắt ở hai cái chấm vàng liên tiếp nhé. Mình sẽ tách này và mình xóa cái đằng sau ra. Đó, rồi sau đó là mình lại nối tiếp với cảnh chụp ảnh ở đây để mình lấy cảnh rộng. Rồi, ok, xem thử. Khi mà làm mọi người thấy mình có một cái thói quen là mình cứ cắt xong mình lại xem lại. Thói quen này nó hơi mất thời gian nhưng mà nó lại giúp mình làm video nó được kỹ hơn. Và mình thấy là hai nhịp nhạc nó lại hơi chậm. Nên thôi mình lại tách ra mình chỉ lấy một nhịp thôi. Rồi, đoạn này mình sẽ căn khoảnh khắc đẹp nhất này. Đây là khoảnh khắc đẹp nhất lúc cô gái chuẩn bị giơ máy ảnh lên. Đấy, mình sẽ cắt ở đây. Và mình sẽ nối nó lại. Rồi, mình lại cắt ở cái điểm vàng. Đấy, mình lại tách ra này. Xóa. Ok. Đây là cái khúc mà ngước mặt lên chiêu chiêu là cảm giác sắp kết thúc rồi đấy. Lúc mà mặt đã rất là thỏa mãn rồi thì mình sẽ cắt cái khúc này xuống dưới. Đó, mình sẽ kéo hẳn xuống dưới luôn. Bởi mình biết là mình sẽ cần nó ở đoạn sau. Đó, mọi người thấy không? Nãy giờ mình đã cắt được khá là nhiều, khá là nhanh rồi đấy. Chỉ bằng một cách đơn giản như vậy thôi. Thì tương tự mình sẽ xem nào. Rồi, mình sẽ cho đọc sách đi. Bởi vì chụp ảnh xong rồi chúng ta sẽ đọc sách một tí. Đây, đọc sách thì mọi người thấy là đoạn này mình có di chuyển camera bo tròn nhẹ một tí ở đây này. Tóc bay bay khá là đẹp. Đấy, mình sẽ lấy đúng khoảnh khắc này và mình cũng tách nó ra. Mình xóa cái đằng trước đi. Ok. Ở đoạn này thì mình thấy là cái khoảnh khắc khi mà cô gái vuốt tóc thì mình muốn nó sẽ slow motion, nó chậm một chút. Thì mọi người có thể chỉnh bằng cách là mọi người chọn vào tốc độ này. Mọi người chọn bình thường. Và chúng ta sẽ chỉnh tốc độ nó xuống 0.5. Đấy. Ở đây nếu mà mọi người đã quay 60fps thì mọi người có thể slow và nó không bị giật. Nhưng nếu mà mọi người cảm thấy là hình của mình khi mà mình làm chậm ấy, nó bị giật thì mọi người chỉ cần chọn vào chất lượng tốt hơn thôi. Và mọi người nhấn ok. Đấy, thì cái này nó sẽ hơi lag, nó sẽ mất thời gian một xíu, chỉ tầm khoảng 10-15 giây thôi. Nhưng mà hình chúng ta sẽ rất là mượt. Đó, ok, mình sẽ xem thử lại này. Đó, có slow mọi người thấy không? Có slow motion và một phát là trông hình của chúng ta trông nó khác bọt hẳn ngay đúng không? À, mình nhận ra là mình còn một cảnh bước vào toàn thân nữa. Thì mình nghĩ là mình sẽ cho cảnh này là cảnh mở đầu đi. Mình sẽ chuyển nó lên trên. Rồi mình sẽ cắt cái này cảnh mở đầu. Khi mà cô gái chuẩn bị bước chân thì mình lại tách, mình làm y hệt như vậy. Đó thì lại đúng cái điểm vàng mình lại cắt thôi. Mình tách ra và mình xóa đoạn đằng sau đi. Thì mình sẽ được video như này. À, mình cảm thấy là nhịp nhạc cảm giác nó đang chưa được khớp lắm. Mình sẽ thử đổi cái đoạn này sau qua cái đoạn vuốt tóc đi. Đôi khi có những cái mà mọi người cảm thấy nó chưa hợp lý ấy, thì tất cả nó đều là ở cảm nhận thôi. Và mọi người sẽ phải thử nhiều lần. Chúng ta thử di chuyển nó từ điểm này sang điểm kia xem cái nào nó là hợp nhất. Mình xem lại nhé. Ok, mình thấy khá là mượt rồi đấy. Ok rồi đấy. Cảnh này, cảnh quay đi mình thấy đang chưa đẹp lắm. Mình chuyển xuống cuối đi. Những cái nào mọi người thấy chưa đẹp lắm mà mọi người chưa biết đặt đâu, mọi người cứ chuyển hết xuống cuối. Ok, vừa đọc sách rồi đúng không? Mình sẽ chuyển cái cảnh này tiếp theo. Cảnh chuẩn bị bước chân đi này.
Đây mình sẽ lấy cái cảnh bước đi đi, khá cute đấy, cảnh này nhẵn tí ngã này trông cũng buồn cười đấy. Đấy, lại đúng công thức, cứ điểm vàng thì mọi người cắt thôi. Ok. À, mình vừa cắt nhầm. Nó phải là sau cảnh đọc sách thì mình chỉ cần giữ, mình di chuyển đổi vị trí thôi. Đó, sau khi bạn đến bước đi thì mình sẽ thêm một cái cảnh cận chân để mô tả được hoa và phía chân. Đó, mọi người để ý nhá, cái điểm điểm cắt thế nào cho nó đẹp thì thứ nhất là cái động tác của người mẫu đẹp này, nó là cái khúc đang di chuyển, và thứ hai mọi người thấy ở phía bên trên này này, nó có một cái ánh nắng. Đó, mọi người thấy không? Cái ánh nắng nó xuyên vào ấy, thì từ lúc chưa có ánh nắng rồi ánh nắng lóe lên, nó là một cái sự thay đổi khiến cho video của chúng ta nó hấp dẫn hơn rất là nhiều. Thì mình rất thích cắt ở những cái đoạn mà nó có sự thay đổi như thế. À, mình thấy là hiện tại nó đang hơi nhanh, hiện tại nó đang hơi nhanh, mình sẽ slow cái cảnh này lại. Mình lại làm tương tự, mình sẽ cho xuống 0.5. Ok. Cảnh này thì mình cảm giác là cái cảnh này nó đang hơi dài ấy. Mình nghĩ là mình sẽ cắt nó ngắn hơn khi mà ca sĩ nó bị hát này. Đấy, ca sĩ hát ở đây mình muốn là mình cắt luôn, cảm giác cho nó đỡ đỡ chán. Thì mình sẽ cắt nó sớm hơn một chút. Đó. Và ở đây thì mình lại tiếp tục mình slow motion lại. Những cái cảnh mà đẹp như này mình sẽ slow lại, cảm giác nó sẽ chill hơn. Khi mà mọi người đã quay đúng 60fps rồi thì mọi người không cần phải chọn chất lượng tốt hơn nhé. Ở đây thì mình đang làm mẫu để cho mọi người chắc những cái trường hợp mà chúng ta làm nó không quay đúng công thức thôi. À, khi mà ở đây mọi người thấy là nó đang hơi chậm đúng không? Bởi vì là chúng ta đang để một cái cảnh quá dài mà chúng ta làm hiệu ứng nó sẽ rất là chậm. Thì mình phải cắt nó ngắn lại. Đấy. Thật sự mình sẽ cắt cảnh này nó ngắn lại đến đây thôi. Mình xóa hết đoạn đằng sau đi. Thì cái khúc này mình làm tua chậm lại thì nó mới khiến cho video của chúng ta nó xử lý nhanh hơn được. Đó, ok, chúng ta xem lại này. Đấy, đoạn này mình sẽ lấy đoạn cô gái bước đi từ điểm này này. Rồi, mình tách tiếp. Ok, cảnh này cũng khá là đẹp này. Mình sẽ lấy lúc cô gái xoay người. Đó. Đoạn này lại tiếp tục điểm vàng thì mình lại cắt thôi. Mình lại tách ra và mình xóa cái khúc đằng sau đi. Ok, đoạn này cô gái quay ra tạo dáng này. Mình sẽ lấy từ cái đoạn đây. Đấy, lúc cô gái chuẩn bị mở mắt lên. Đó. Mình tách ra này. Xóa đoạn đầu đi. Đấy, đến điểm vàng mình lại tiếp tục. Đấy, đoạn này thì mình sẽ lấy từ lúc cô gái ngước mặt lên. Đó, đoạn này thì hơi hơi nhanh đúng không? Mình sẽ lại tua chậm nó lại. Lúc này mọi người nghe thấy câu hát nhạc nó xuống này. Đó, mình cắt cảnh thì nó không được khớp lắm. Bởi lúc này nhạc nó đang chậm xuống, nó đang du dương. Thì mình sẽ phải cho cái cảnh này nó dài tầm hai cái chấm vàng. Đó, như này. Đấy, nhưng mà đoạn cuối này khi mà mình cắt đến đây cảnh nó bị lỗi đúng không, thì mình sẽ phải cắt bớt cái đoạn ở đuôi đi và mình kéo dài cái đoạn ở đầu, và sau đó cái đoạn ở đầu thì mình sẽ phải kéo dài nó ra một chút. Đó, thêm một chút nữa. Rồi, ok. Đấy, đoạn này tương tự là lúc mà nhạc nó rất chậm rồi thì mình sẽ phải cho tốc độ của mình nó tương tự, nó phải slow cực kỳ nhẹ nhàng, cực kỳ chill, làm sao nó khớp hình với nhạc, nó khớp làm một ấy. Ok, rồi chúng ta cùng xem cảnh cuối nhá. Ok, đó, đến cái đoạn này thì chúng ta sẽ cắt nhạc. Đây có cái âm TikTok này. Đó, nó khá là cụt đúng không? Thì mình sẽ cắt cái khúc này đi. Mình xóa nó đi này. Và hình chúng ta cũng sẽ cắt đến đúng khi mà nhạc kết thúc thôi. Và ở đoạn cuối là cái logo CapCut thì nó cũng rất xấu, mình cũng sẽ xóa đi. Đó, và ở cái phần này mình sẽ muốn là nhạc nó phải trôi nhẹ nhàng, nó chìm xuống. Thì mình sẽ chọn là phần làm mờ ở đây. Và ở phần cuối mờ dần mình sẽ kéo nó lên khoảng tầm 2 giây rưỡi. Rồi mình sẽ kéo xuống cuối để mình nghe. Đó, mọi người thấy không? Nó sẽ tự động giảm âm nhạc dần 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 xuống, khiến bài nhạc này rất mượt mà. Và mọi người thấy không? Chỉ cần đơn giản như vậy thôi, một vài bước, chúng ta hiểu cái cách tư duy để edit là chúng ta đã làm được một cái clip thành quả nó rất là hay, rất là hấp dẫn rồi.
Và để mọi người học được những kỹ năng khác như là kỹ năng chỉnh màu hay kỹ năng làm hiệu ứng thì mọi người có thể lên kênh mình để mọi người học thêm nhiều những kỹ năng khác nhé. Nhưng mà đây vẫn là cái kỹ năng chính nhất và quan trọng nhất trong một video. Còn những cái kia nó chỉ là cái phụ để khiến video chúng ta có thêm gia vị thôi. Đây là một phần nhỏ kiến thức trong khóa học quay dựng video điện thoại cũng như máy ảnh chuyên nghiệp của mình. Và nếu như bạn muốn học sâu hơn để có thể làm một cách nghiêm túc, chuyên nghiệp, áp dụng cho công việc của mình thì mọi người có thể tham khảo khóa học của mình ở phía bên dưới nhé. Và mình sẽ hẹn mọi người trong những video tiếp theo. Peace!